Em Miền Kim xin kính chào tất cả quý khách hàng. Rất vui được gặp lại các anh các chị. Hôm nay em giới thiệu một chiếc xe siêu lướt, siêu mới vừa mới về tại cửa hàng bên em. Một chiếc Kia K3 số sàn, form mới, đăng ký 2022, xe mới đi có 1 vạn thôi. Chính chủ một chủ từ đầu, bao zin cho anh chị. Xe không tai nạn, không ngập nước, máy số zin, hồ sơ pháp lý chuẩn, hỗ trợ banh lên tới 70% giá trị xe. Chiếc xe này em đang chào bán tại showroom có giá là 528 triệu. Em vẫn có thương lượng lộc lá thêm được một chút nữa. Các bác, các anh, các chị quan tâm yêu thích chiếc xe này, xin vui lòng liên lạc cho em qua số hotline 0978 607 555. Hoặc là các anh, các chị có thể về trực tiếp tại showroom 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để xem xe và thương lượng về giá cả. Em kính mời tất cả các bác, anh, các chị cùng đón xem chi tiết chiếc xe Kia K3 số sàn siêu lướt này. Đấy, vừa mới về tại cửa hàng bên em. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy nhá, thậm chí có một vết xước nhỏ. Nhưng mà vì chiếc xe này tổng thành xe của nó sơn còn nguyên bản nên em cũng không động đến. Nếu mà khi anh chị yêu cầu thì bên em sẽ cho spa lại cho nó đẹp. Với chiếc xe này thì hệ thống la răng của nó là hệ thống đa chấu rồi, la răng hợp kim. Nguyên bản của nó là theo xe này, nguyên dàn lốp này, la răng theo xe, lốp G17. Hệ thống của nó là đèn bi xe đông kết hợp viền LED xung quanh ạ. Logo form mới rồi ạ. Hệ thống xi nhan tích hợp trên gương, mở khóa bằng những vân tay vật lý. Chiếc xe này thì có trang bị gương kính chỉnh điện. Đấy, gương cụp tự động rồi. Có cân bằng điện tử. Và xe mới chạy có hơn 1 vạn thôi các bác nhé. Tổ hợp phím tích hợp trên vô lăng. Điều đề nổ thông minh start top. Với chiếc xe này thì đã có màn hình, có camera lùi, nội thất ghế da. Quá đẹp luôn ạ. Cửa gió điều hòa phía sau. Khoang chứa đồ hành lý phía sau chiếc xe này rất là rộng luôn, anh chị có thể nhìn thấy này. Quá rộng luôn ạ. Thiết kế phần đuôi phía sau cũng rất là đẹp. Cùng em xem qua khoang động cơ nhé. Động cơ 1.6 đây ạ. Cam kết với anh chị nguyên zin từng con ốc một, bảo hành hãng còn nguyên. Keo chỉ zin, máy zin. Em xin đọc lại thông tin của chiếc xe Kia K3 form mới. Số tự động và số sàn bản 1.6 đăng ký 2022. Em đang chào bán tại showroom có giá là 528 triệu. Các bác, anh, các chị quan tâm xin vui lòng liên lạc với em qua số hotline 0978 607 555. Nhớ ấn nút đăng ký, ấn nút theo dõi để có thể cập nhật nhiều mẫu xe hơn nữa tại showroom bên em.